Chelsea đã ra thông báo về thuyền trưởng mới của mình và những sự thật đằng sau cháp sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel giờ mới được tiết lộ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc trong trận đấu rạng sáng hôm qua, Richarlison đã bật khóc và anh vừa mới giải thích lý do cho hành động này. Hãy cùng đến với những kết quả từ các cặp đấu nảy lửa của các ông lớn ra sân ở Europa League vào đêm qua và rạng sáng nay. Bên cạnh đó, các phát biểu đáng chú ý cũng như các tin tức bên lề là những thông tin sốt dẻo sẽ có trong video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 9 tháng 9 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Đón tiếp Real Sociedad trên sân nhà của mình, nhưng Man United đã không thể có được điểm số nào sau cùng. Đây là trận đấu đá chính đầu tiên của Casemiro, nhưng anh cùng toàn đội đều đã chơi dưới sức. Man United có một tình huống ghi bàn ở hiệp 1 nhờ pha đánh đầu của Ronaldo, nhưng bàn thắng ấy lại được cho là việt vị. Bước sang hiệp 2, họ phải nhận một quả penalty gây tranh cãi sau khi Lisandro Martinez để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bryce Mendes là người ghi bàn trên chấm 11m cho đại diện đến từ Tây Ban Nha. Man United cố gắng tìm kiếm bàn gỡ những phút cuối, nhưng thế trận họ tạo ra không quá lấn lướt đối thủ và những cơ hội cũng đã trôi qua. Cuối cùng, đoàn quân của Erik ten Hag đành chấp nhận trận thua trong ngày ra quân tại giải đấu này. Nhân cơ hội chỉ phải gặp được đối thủ đánh giá yếu hơn là FC Zurich, huấn luyện viên Mikel Arteta đã trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Matt Turner, Marquinhos và Fabio Vieira để họ có thể hòa nhập với lối chơi chung của Arsenal. Nhưng chính vì kinh nghiệm trận mạc của non nớt cộng với việc phải chơi trên sân khách, pháo thủ đã bị đội nhà lấn lướt trong khoảng thời gian đầu của trận đấu. Tuy nhiên, The Gunners dần dần bắt nhịp và có cho mình bàn thắng mở tỷ số do công của Marquinhos. Arsenal càng chơi càng hay, kiểm soát hoàn toàn thế trận sau đó. Nhưng đến phút 43, tiền đạo Nketiah lại phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và Griezmann đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m để đưa trận đấu về thế cân bằng. Sau giờ nghỉ, Nketiah trục lỗi bằng pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho pháo thủ. Trong phần còn lại, Arsenal chủ động cầm bóng và không cho FC Zurich cơ hội để ghi bàn. Arsenal rời Thụy Sĩ với 3 điểm đầu tiên của mình. Tuy được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Ludogorets, nhưng AS Roma lại thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng. Đến làm khách trên đất Bulgaria, huấn luyện viên Jose Mourinho đưa ra sân đội hình gồm những hào thủ như Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Nemanja Matic và tân binh Andrea Belotti với mục đích giành chọn 3 điểm đầu tiên. Tuy nhiên, lối đá dắt của đội chủ nhà khiến Giallo Rossi gặp rất nhiều khó khăn và không có pha tấn công nào thực sự sáng nước ở hiệp thi đấu thứ nhất. Sang hiệp 2, Roma vẫn kiểm soát trận đấu, nhưng họ chẳng thể tìm thấy bàn thắng và đội khách phải nhận một gáo nước lạnh ở phút 72. Trung vệ Smalling có tình huống phán đoán sai để Cory Oliveira Souza vượt qua dễ dàng và đem về bàn thắng khai thông thế bế tắc. Người đặc biệt ngay lập tức có một vài sự thay đổi người và một trong số đó đã phát huy tác dụng. Tiền đạo Edo Sumudorov có cú đánh đầu đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút thứ 86. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, Nonato có pha dứt điểm lạnh lùng, ấn định tỷ số 2-1 cho Ludogorets. Mặc dù công nghệ tân tiến hơn VAR, nhưng bắt việt vị bán tự động đã được áp dụng ở các giải đấu hàng đầu như Champions League và World Cup năm nay. Nhưng VAR có thể vẫn chưa được áp dụng tại AFF Cup 2022 sắp tới do nhiều quốc gia ở Đông Nam Á chưa sẵn sàng để đáp ứng công nghệ này. Tờ Thái Rat của Thái Lan đưa tin, sau lễ bốc thăm chia bảng cho giải, vấn đề về VAR vẫn đang trong dạng chờ. Có thể công nghệ này vẫn chưa được áp dụng trong năm nay. Chưa có bất kỳ một cuộc thảo luận nào về VAR từ ngày bốc thăm của giải đấu đến nay. Hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều chưa sẵn sàng với công nghệ này, cả về nhân sự lẫn kỹ thuật. Ngay đến giải V-League của bóng đá Việt Nam dù tiến bộ rất nhiều trong vài năm gần đây cũng không áp dụng công nghệ VAR do không đủ kinh phí. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã bị sa thải cách đây 2 ngày và những tình tiết xung quanh câu chuyện này vừa được tờ Mirror bật mí. Sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương, nhà cầm quân người Đức chuẩn bị đến sân tập của Chelsea để hướng tới chuyến làm khách đến sân của Fulham và ông chưa hề nghĩ đến việc mình sắp mất việc. Ngay sau đó, Tuchel nhận được cuộc điện thoại từ ông chủ Todd Bowley và câu chuyện giữa đôi bên đã kéo dài trong khoảng 10 phút. Cựu thuyền trưởng Dortmund cực kỳ sốc khi biết ban lãnh đạo Chelsea không còn tin tưởng mình và thậm chí Tuchel còn hạ mình để xin vị chủ tịch mới thêm một cơ hội, nhưng quyết định sa thải ông vẫn không thay đổi.
Tờ Mirror cho biết kế hoạch trảm chiến lược gia 49 tuổi đã được manh nha sau khi mong muốn đem về ngôi sao Cristiano Ronaldo của ông chủ Trapani bị Tuchel từ chối. Sau khi nhận cháp sa thải, huấn luyện viên sinh năm 1973 đã tới đại bản doanh của Chelsea để thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt mọi người. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ có cầu thủ nào đã có mặt và nói lời chia tay với Thomas Tuchel hay không. Ngôi sao Richarlison vừa lập cú đúp giúp Tottenham hạ Marseille với tỷ số 2-0 tại Champions League. Đương nhiên tiền đạo này cũng ấp luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, chân sút 25 tuổi đã bật khóc và mới đây anh cũng đã cho chúng ta được biết lý do của những giọt nước mắt ấy. Richarlison nói: "Cha tôi đã đến xem trận đấu, ông ấy đã ở bên tôi trong suốt sự nghiệp, đưa ra nhiều lời khuyên và giúp tôi biến ước mơ trở thành hiện thực. Tôi rất xúc động khi cha tôi xuất hiện trên khán đài và theo dõi trận đấu. Những gì tôi đạt được ngày hôm nay có công rất lớn của ông ấy. Giấc mơ của tôi là được nghe quốc ca và thi đấu hết mình. Hôm nay mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng với hai bàn thắng được ghi." Thủ thành Loris Karius hiện đang là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Liverpool. Trước đó anh chơi cho Union Berlin dưới dạng cho mượn và người gác đền sinh năm 93 chuẩn bị trở lại Premier League dưới màu áo của Newcastle. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Karius chuẩn bị gia nhập tân binh của giải đấu dưới dạng chuyển nhượng tự do và các chi tiết hợp đồng đang được hai bên thỏa thuận. Cũng là thông tin khác liên quan đến một cầu thủ từng chơi ở Premier League và đó là tiền đạo Diogo Costa. Rạng sáng ngày hôm nay, nhà báo Fabrizio Romano đã hirigo thương vụ gia nhập của anh với Wolverhampton dưới dạng chuyển nhượng tự do. Cựu sao Chelsea sẽ chơi cho bầy cáo thêm một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải năm nay. Dự kiến thông báo chính thức sẽ sớm được đội chủ sân Molineux đưa ra. Trước đó thì Costa cũng đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế và đặt bút ký và bản giao kèo với câu lạc bộ mới. Với tư cách là chủ nhân của cú hat-trick đầu tiên của mùa Champions League năm nay, ngôi sao Robert Lewandowski vừa được UEFA trao giải cầu thủ xuất sắc nhất tuần. Người về nhì, 3 và 4 trong danh sách này lần lượt là Kylian Mbappe, Piotr Zielinski và Leroy Sané. Rất nhanh chóng, chưa đầy 48 tiếng sau khi sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel, Chelsea đã tìm thấy vị thuyền trưởng mới của mình. Trang chủ The Blue vừa đưa ra thông báo chính thức. Chelsea rất vui mừng chào đón Graham Potter khi ông tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng của chúng tôi theo một bản hợp đồng 5 năm và mang đến thứ bóng đá tiến bộ cho đội bóng. Chia sẻ về công việc mới của mình, chiến lược gia sinh năm 75 vui mừng nói: "Tôi rất vui vì có cơ hội làm việc với giới chủ mới của Chelsea cũng như các thủ thuộc bên chế câu lạc bộ. Tôi sẽ cố gắng phát triển đội bóng để những người hâm mộ tuyệt vời của The Blue có thể tự hào. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Brighton and Hope Albion vì đã cho tôi cơ hội này, đặc biệt là Tony Brom và tất cả các thủ, nhân viên và những người ủng hộ tôi trong suốt quãng thời gian làm việc ở câu lạc bộ." Chủ tịch Todd Bowley cũng không giấu được sự vui mừng của mình. Vị tỷ phú 48 tuổi cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi Chelsea ký hợp đồng với Graham. Anh ấy là một huấn luyện viên tài năng đã được chứng minh và đó là một nhà cầm quân với những sự sáng tạo tuyệt vời ở Premier League. Đây là người phù hợp với tầm nhìn của tôi và câu lạc bộ. Potter có những điểm mạnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ để đưa The Blue trở thành một đội bóng thành công hơn. Graham đã có những tác động lớn lên các câu lạc bộ mà anh ta trải qua trong sự nghiệp và chúng tôi hy vọng Potter cũng sẽ mang điều đó đến Chelsea. Tôi mong Graham và đội ngũ của anh ấy sẽ phát huy hết tiềm năng của họ trong khoảng thời gian tới." Liverpool vừa thảm bại 1-4 trên đất Ý trước Napoli và hậu vệ Andrew Robertson thừa nhận rằng The Kop xứng đáng với kết quả này. Hậu vệ người Scotland nói trong buổi phỏng vấn gần nhất: "Chúng tôi xứng đáng với kết quả này. Napoli đã tìm ra rất nhiều khoảng trống trong đội hình của Liverpool. Vì vậy cảm giác như họ được chơi hơn người vậy. Nhưng Champions League là như vậy. Bạn phải luôn sẵn sàng chiến đấu. Nếu bạn không phối hợp tốt với đồng đội, hãy thức tỉnh và nhanh chóng ổn định vì bạn không thể mãi thể hiện một bộ mặt như vậy." Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.